Việt Nam 12-11 rút ngắn hình ảnh tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500 số hiệu 381 của Việt Nam bắn tên lửa hành trình chống hạm RANE đã xuất hiện. Trong một phóng sự của truyền hình Hải quân, BPS-500 là dự án hợp tác đóng tàu quân sự giữa Nga và Việt Nam, trong đó đại diện phía Nga là Cục Thiết kế Phương Bắc SVKB. Chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500 được nhà máy đóng tàu Ba Son đóng hoàn chỉnh, hạ thủy và chạy thử trên biển vào tháng 3 năm 1999. Chiếc tàu tên lửa này có chiều dài 62m, chiều rộng 11m, lượng dán nước toàn tải 520 tấn, mang trong mình nhiều tư duy thiết kế tiên tiến như hình dáng góc cạnh nhằm giảm diện tích phản xạ radar, trang bị hệ thống đẩy phản lực nước giúp hoạt động tốt hơn tại những vùng nước nông, bãi cạn, đảo chìm mà tàu dùng chân vịt rất khó hoặc không thể tiếp cận. Hệ thống vũ khí trang bị của BPS-500 khá mạnh với 8 tên lửa hành trình chống hạm 3M-24RANE, pháo hạm AH-176M cỡ 76,2mm, pháo phòng không bắn nhanh AH-630M cỡ 30mm, giá phóng tên lửa vác vai X-LASA-16, đi kèm radar trinh sát MG-352PAITVE và radar điều khiển hỏa lực pháo MG-123VIMPER, nhưng đáng tiếc là chỉ có duy nhất một chiếc hoàn thành. Đầu năm 2014 xuất hiện thông tin cho biết, Cục Thiết kế Phương Bắc của Nga đã bắt đầu công việc tham gia hỗ trợ kỹ thuật trong sửa chữa tái tạo và nâng cấp chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500 duy nhất cho Hải quân Việt Nam. Thông tin này đã được xác nhận trong báo cáo tài chính năm 2013 của công ty. Sau đó đến tháng 5 năm 2016, con tàu đã thực hiện hành trình dài hơn 1.000 hải lý tới Brunei tham gia cuộc diễn tập thực địa cộng về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016. Tấm ảnh chụp trước khi xuất phát cho thấy BPS-500 không có bất cứ một thay đổi nào so với trước kia, nhiều khả năng là chiếc chiến hạm này đã được sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện tử và kiểm soát hỏa lực mới, giúp nó có thể bắn tên lửa RANE tốt hơn trong khi đang chạy. Mới đây nhất, trong một phóng sự đăng tải trên kênh truyền hình Hải quân tháng 2 năm 2018, đã xuất hiện hình ảnh chiếc BPS-500 phóng tên lửa 3M-24RANE trong cuộc diễn tập bắn đạn thật. Chi tiết đáng chú ý nhất chính là con tàu khi đó đang ở trong tư thế vận động, mặc dù tốc độ không cao nhưng có thể thấy chức năng chiến đấu của nó khá hoàn chỉnh. Như vậy, tàu tên lửa tấn công nhanh BPS-500 đã có thể kết hợp hiệu quả cùng Monida 1241.8, Monida 1241G, tàu hộ vệ tên lửa Zepard 3.9 hay một số lớp tàu pháo khác tạo thành biên đội tác chiến mạnh trên mặt biển. Xem video tàu 381 lớp BPS-500 bắn tên lửa chống hạm 3M-24RANE trong phóng sự của truyền hình Hải quân số tháng 2 năm 2018, phút 5:16. Nguồn: Thời Đại. Video TSS.